Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo phá đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay với đâu đó khoảng gần 600 tỷ. Bác chủ vừa có donate và báo với tôi là bác chủ muốn một con hàng Torres là đầu tàu ở đội hình này. Thì chắc là tôi sẽ cũng bú cho bác chủ con hàng đấy nhá. Ở đội hình này Bill Chen các bạn ạ. Bill Chen thì chắc là chúng ta tận dụng thêm được con Kevin. Nhưng mà Kevin này không biết là liệu đá chính hay không, nhưng mà tôi nghĩ là Kevin dự bị thôi. Kevin này tiền nó không quá cao lắm, có vài tỷ. Trước đó tầm hơn chục, 600 tỷ thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn được một option tốt hơn. Rồi tôi sẽ mút con Torres trước cho anh em nhé. Cái này là cái tiêu chí riêng mà tôi rất là muốn mỗi người gửi cho tôi thì sẽ có một cái chất như vậy. Torres có lẽ chúng ta sẽ lấy của mùa Legendary các bạn nhé. Torres mùa này cũng khá là êm thôi. Con này tầm khoảng 60. Mút được nhé, 62 tỷ 3 tôi mút luôn, tí nữa tôi mặc cả sau. 500 tỷ còn lại. Seva bây giờ bao tiền nhỉ? Seva bây giờ bao tiền? 190 à? Nếu như mà có Seva và Torres, gần như hàng công nào mắc con mẹ ở binh luôn anh em ạ. Tôi cứ thử mút 175 tỷ để tí nữa tôi cân giá sau nhé. Ok, hàng công. Hàng công muốn hơn 200 tỷ. Nghe cũng mát nhờ. Nhưng bác chủ bác ấy bảo quyền sinh sát là do anh mà. Tôi được quyền sinh quyền sát đội hình này tôi cũng ok. Rồi, chúng ta đến với hàng thủ nhá. Hàng thủ chơi cộng 5 trước. Cộng 5 thì chắc là anh em mút một con Rudiger đi nhờ. Con này săn được nhá. Lấy con SPL là đẹp rồi. Rudiger của mùa SPL 5. Để đá cặp thì anh em thể làm con Tomori luôn nhờ. Hai thằng chạy này, nhìn cái tốc độ của nó không khác gì một tiền đạo đúng không ạ? Nhìn khiếp thật. World Cup cũng được các bạn nhá. Rudiger World Cup cũng được, khó mua thì chắc là lấy World Cup. Koulibaly. Koulibaly nó sẽ hơi chậm anh em ạ. Anh em bây giờ cái thể loại là đua ô tô bắn súng rồi. Bây giờ cộng 8 tốc độ 130 mấy nó chạy đầy đồng rồi. Nên là anh em cần một trung vệ nó cũng có cái tốc độ tốt một chút. Ngoài ra thì có cả Silva Icon, nhưng mà tôi nghĩ là lấy Silva Icon nó hơi vanh tiền anh ạ. 124 tỷ cơ. Tôi nghĩ là vẫn chưa cần thiết lắm. Lấy Tomori cái giá 26 này nó hợp lý hơn. Không thì anh em lấy The Zaini của mùa EBS cũng là một option được nhá. The Zaini rất nhiều chỉ số ẩn đẹp. Đánh độ mạnh siêu quản phá, tốc 108 cũng không phải là một tốc độ tệ đâu. Một trong hai. Nếu như trong cái tầm tiền này, Tomori Totti đi anh em ơi. Có này được mà nhá. Cứ lấy 26 tỷ 2 tí mặc cả sau. Tí nữa tôi đôn giá sau nhé. Rồi lên tuyến giữa gái các bạn ơi. Lên quả tuyến giữa ngoài cho nó xanh chín phát. Làm con Balak đi cần gì nữa. Balak Legendary 53 tỷ 4. Cứ như thế này đã, tí nữa chúng ta sẽ mặc cả thêm nhé. Có lên cố là một con Perti Icon không nhỉ? Có lên lấy Perti không nhỉ? Lâu lâu tôi sẽ đá Perti Icon đá trụ. Đổi đi không lại phải lấy Gullit. Lại phải lấy Gullit thôi anh em ạ. Gullit thì thực ra bây giờ anh em cũng chỉ lấy con Gullit EBS thôi, hoặc là Chen thôi. Gullit thì chỉ cần lấy EBS thôi là được rồi. Tôi cứ lấy tạo con Gullit đi nhá. 36 tỷ 7. Tí nữa mặc cả sau anh em ạ. Ơ tế ra này đội hình này cũng dư nhiều tiền nhở. Đối trụ này là tính ra nó cũng êm phát đấy nhở. Vẫn là mạnh nhá. Đội chính đang bây giờ chỉ cần chốt thêm hai con cánh nữa là đẹp. Chốt thêm hai con cánh nữa là êm rồi đấy. Bây giờ bú thêm mấy con chạy cánh nhá. Lâu lâu chưa đá Zola nhở. Lâu lâu chưa đá Zola anh em ạ. Mút tí Zola nhở. Zola giá êm phết. 6 xịt. Ngoài ra thì những option quen thuộc như kiểu là Eden Hazard hoặc là Pedro cũng là những cái option cháy. Câu cũng được nhá. Dô câu cũng được. Dô câu bây giờ ảo con mẹ rồi anh em ơi. Đéo được. Dô câu bỏ nhá. Eden Hazard ra nào. Hazard 110 tỷ rồi à. Tôi thích con Zola quá anh em ạ. Hôm nay tôi thích cảm hứng với con Zola thật. Lấy mẹ Zola đi anh em ơi. Nhá. Zola 61 tỷ. Lâu lâu tôi chưa đá. Hôm nay tôi muốn đá Zola trong cái đội hình Chelsea này. Pedro thì chắc là phải mua cộng 6 thôi. Chứ thực ra Pedro không có nhiều lựa chọn cho các bạn lắm đâu. Pedro ít nhất anh em phải mua cộng 5, cộng 6. Không thì anh em lấy Eden Hazard cũng được mà. Hazard lấy mua EBS. EBS 6 bao tiền? Được mà, EBS 6 này dã man luôn đấy nhá. Có EBS này tôi thấy ngon không ạ? Chỉ số ẩn đẹp, 2/5. Cái tầm tiền mua BWC thì nó hơi với không ạ? Hơi với một tí. Mà mùa này còn đéo có mặt tốc độ nhỉ? Salah này. Mo Salah phải lấy một TS. Tầm đó, Mo Salah thực ra đá cánh tỉa chân trái cũng vui phết đấy nhá. Nếu như mua anh em mua mùa 22U này. Hay lấy mẹ con Pero chạy cánh mùa cộng 8 nhỉ. Làm con cộng 8 cái giảm lương mình cân cánh nó đẹp lên một chút đẹp mà. Làm con Pero của mùa MC này chẳng hạn này. Cũng 2/5 cũng sút xa sút xoáy đầy đủ. VTA tầm 80 sút xa sút xoáy đầy đủ mà chạy mát rời luôn đấy. Được không? Làm mẹ con cộng 8 để giảm lương cái không ạ? Làm mẹ con Pero lương 20 để giảm cái lương cái nhá. Pero thì vẫn là một cái con hàng cánh hay rồi. Còn lại anh em mình mua thêm. Rồi ok nhá. Củ tỏi đi. Làm con củ tỏi cái anh em ạ. Tỏi thì anh em cứ xem là cái bài bao nhiêu anh em mình mút thôi. Tỏi lấy mùa EBOE bắt là hay rồi.
này bắt được lắm rồi. 2 tỷ 9 à. Tỏi thì thực ra là anh em bắt mùa nào chả yên tâm rồi. Không, anh em lấy tỏi MC đi. Tỏi nào dễ mua là được. Thực ra tôi nghĩ là cũng không cần thiết đâu. Tỏi là anh 8 đéo có tiền đâu các bạn ạ. Tỏi mùa này là được rồi nhá. Chắc là tôi mua cộng 6 đi nhá. 6 tỷ. Có vẻ ngu lắm nhỉ. Check à. Check xem nào. Ừ, bắt thử check xem nào. Lâu lắm rồi chưa bắt check ấy nhá. Check BTB. Con check này mua được không nhỉ? Lâu lâu bắt thử quả check xịn xịn tí nhỉ. Thử nhá. Check Legend Dairy nhá. Không thì anh em là con tỏi mùa BOE lương 17. Mùa đấy là chân ái rồi. Cân lương nhá. Đây bảng cân lương à. Torres. Seva. Balak. Gullit. Pedro. 8. Yola nhá. Yola Icon. 5 nhá. Rudiger. Tomo. Ngày được nhờ. Thủ thành đấy mình. Peter Check nhá. Cao quá ở lương này, cao quá. Peter Check lương cao quá. Bây giờ sẽ còn đâu đó khoảng 23 lương ạ. 23 lương thôi à. Đây này tôi tính này con James này. Nếu con James này là ok này. Mùa mua cộng 6 nhá. Ủa bên này còn lương 7 nữa à. James này. James khó mua ấy nhỉ. Con James khó mua không ạ. Thì mua nào dễ dễ một tí đi. Con James khó mua bực quá. Lương 10 quay đầu đội hình này với hậu vệ nhá. James khó mua đấy à. Không săn được à. 400. Chilwell lương 8 này. Thằng này lương 9 này. Lương 7 được à. Lương 7 chắc là lấy vào Aho cũng được. 7 lương có thể lấy Lata A ké không ạ. Lấy mẹ A ké không ạ. Thằng này đá hay vãi cả đái luôn. Không thì giảm check nhá. Giảm mẹ check đi. Mình lấy mẹ con củ tỏi thôi anh em ạ. Tỏi bình thường thôi được mà. Ví dụ lấy con tỏi mùa BOE lương 17 nhá. Thì mình có 11 lương. Hay là giảm hẳn con tỏi xuống mùa thường nhỉ. Tỏi các bạn bắt mùa thường đã yên tâm mẹ rồi. Xong bây giờ còn 17 lương. Thì nó êm ấy. Nếu lương 17 anh em chắc có Ben Chilwell này. Kiểu kiểu này nhá. Nếu bằng hệ thống chuẩn. Nếu như là lương mùa thường thì là Ben Chilwell. Muốn hai cánh to thôi. Muốn hai cánh to thì nó sẽ kiểu kiểu như thế này nhá. Còn nếu như anh em đã bảo là chán tỏi rồi, em có thể đổi check. Sau đó bóp lại cánh một chút được nhá. Thế là tùy anh em thôi. Vì anh em cũng đang bảo là thích con check này bắt cho nó đổi gió. Thì câu chuyện check đổi gió thì mình cũng sẽ làm một câu chuyện check đổi gió các bạn nhé. Lương 7 quay đầu thì như đã nói đấy, anh em có thể làm con A ké cũng được nhá. Được chưa ạ? Cái hệ thống nó tầm tầm như thế này các bạn nhé. Nếu con GC James này mua khó thì anh em để mua thêm con GC James. Hoặc là một con nào lương 16 quay đầu nữa. Cái tầm lương 16 thì chúng ta vẫn còn Victor Moses. Kiểu kiểu vậy anh em có thể mua đổi đổi đi một chút nhá. Có mấy con chám chám vào với nhau đấy. Gọi là mấy con dự bị. Ayla. Thì anh em có mua thêm vài con cánh đi. Thì ra cái cánh này anh em mua nó cũng không khó lắm. Đấy kiểu kiểu vậy anh em ạ. Anh em để mua thêm mấy con nhỏ nhỏ nữa. Nói chung mà cánh anh em cứ gom gom vào là đâu đó khoảng lương 23 là được. Tôi nghĩ A ké này mua cũng được. Thì mấy con cánh thì bác chủ có thể săn sao cho nó hợp lý để về đủ là được nhá. Thì khi mà hội team thì nó sẽ hòm hòm là như thế này. Tôi đang mua đủ hết rồi. Còn dư hơn 30 tỷ nữa cơ. 30 tỷ anh em để mặc cả nhá. Thế thôi anh em ơi. Tôi nghĩ là đường trend rất là đẹp. Và hôm tới thì tôi sẽ trải nghiệm chi tiết cho anh em nhá. Rồi với đâu đó khoảng 500-600 tỷ xuống tiền với một đội hình của Chelsea. Và đây là thành quả của chúng ta. Một đội hình Chelsea rất chất lượng. Và đặc biệt các bạn có thể nhìn thấy cặp song sắt của tôi, Torres sẽ cùng với Shevchenko, là hai con hàng cực kỳ uy tín trên hàng công với mùa Legendary. Hai cầu thủ đá cánh sẽ là Yola Icon và Pedro của mùa Vitia cộng 8. Bộ đôi tuyến giữa thì cực kỳ uy tín với Rutgulit của mùa EBS. Với Rutgulit của mùa EBS bên cạnh là Michael Ballack của mùa Legendary. Cặp trung vệ thì cũng không có cái gì để chê cả. Những con hàng chạy đâu đó cũng khoảng 125 thì full never. Rüdiger của mùa 22U bên cạnh là Tomori của mùa Totti. Một sự đổi gió khi mà Peter Cech sẽ gác lên thay thế cho củ tỏi. Và anh em thích thì bắt củ tỏi vẫn được nhá. Củ tỏi có mấy cái mùa lương thấp hơn như kiểu BOE hoặc là LH, EBS lương 16, 17 đều được. Hoặc thậm chí bắt củ tỏi thường. Khi đó anh em phải nâng lương cánh lên cũng được. Ở bên phải lý tưởng nhất thì anh em sẽ có là GGJ và bên trái sẽ là Ben Chilwell. Nhưng hôm nay thì vẫn chưa mua được. Tôi sẽ có Moses và Van Hol. Ở dự bị thì tôi sẽ có Kevin tận dụng từ đội hình trước của bác chủ này. Có thêm Aina. Hết rồi. Chỉ thế thôi anh em ạ. Có Alico ấy. Quên có Alico nữa các bạn nhé. Ở đây thì trên thị trường mình vẫn đang mua Ben Chilwell này, có GC James này,
Và va ăn hâu thì mình cũng sẽ mút về nhé. Va ăn hâu này thì vào thì đúng là lương đủ luôn. Thay con này thì nó sẽ vào đúng lương 235. Và hâu một cọc ổn áp phết anh em ạ. Nói chung thì đây cũng là một hình trend cũng rất là mắc binh trong cái tầm tiền đó. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi đã thấy anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Chelsea này. Silva. Hay quá nhờ, Zula. Khoáng quá, quả này khoáng quá. Rodrigo chạy kinh như vậy. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Bóng biến trên Silva thì gần như là bàn thắng đến rồi. Chen nó vã được mà. Nên rời được à? Torres. Torres. Ôi trời ơi. Hoảng lắm. Đội hình 4-2-4 này tấn công rất là sướng em. Ai. Hay quá. Bên trong có Gullit phải không? Phải không? Dễ dàng nhân kẹo ngay. Rút Gullit. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Shevchenko. Và cắt tiếp như vậy thì bó tay. Bó tay khi Seva thoát xuống. Torres nó quả xử lý mềm mại đấy nhở. Bên này đẹp quá nhở, Luna. Luna tạt thì đúng là như đặt vào đầu. Pedro. Pedro. Giòn nhở. Quả sút của Gullit nó giòn tan luôn đấy anh em ạ. Rất là khủng khiếp Peru. Cố thêm bàn nữa anh em ạ, cố thêm cái bàn nữa. Được mà đúng không? Ta làm được mà. Torres. Một cái qua luôn thằng Rüdiger. Pedro. $101 đã WeSpend 10.000 đồng. Tennis. Fan MT chân chính của MU ở ngoại hạng Anh. Con này ngon á. Ui, xuống lên rời à. Hay quá nhờ. Thế ba. Quá tinh tế luôn nhỉ. Quá tinh tế với Torres. VIP. VIP. Rồi. Ẩu ấy nhờ. Ủa. Tí bú nhá. Sốt xịt quần ấy kìa. Qua lắm kìa. Ơ. Thôi à. Này sao ẩu ấy nhờ. Này quá. Thôi à. Tí gãy nha.
mùi gì ấy nhỉ? Ai à? Này giáp nha. Giáp nha. Chấm hết dành cho Sánh Ca. Nhẹ nhàng quá anh em ơi. Ta lục củng nhờ. Nhanh thật. Không, đầu mùa rank nó đá hay mà các bạn.